Hey, xin chào mấy anh em Việt Nam chơi game Rise of Kingdom nhé uh, sau một hồi uh, sau một thời vắng bóng uh, con uh, Cao phụ của tôi bye bye JR tôi gọi là cái con uh, King Free to Play OK vua của Free to Play đã quyết định xuống núi trở lại để tham gia một uh, kỳ cây uh, khá là khó khăn với 842 OK thì uh, đợt này tám bốn hai với cả một sáu bốn bảy với cả thêm một cái kinh đầm một cái kinh đầm nữa sẽ đánh ba chấm ba trận năm ba chọi năm ở cái kvk sắp tới uh, một cái kv một cái kvk khá là khó khăn với cái với cái phần to uh, mình kiểm tra khảo sát đối đối phương đối thủ thì thấy là kvk này sẽ rất là khó mà khó đâu có khó kvk là là khó bye bye ok <laughs> À, đặc biệt là bye bye uh, JR mọi người ạ à, à ở cao này được cái là đi uh, KVK Lào thua KVK đấy <laughs> thông tin là thông tin uh, tối mật nhá đừng đừng có nói cho đừng nói cho 842 biết không ông lại chửi tôi chết <laughs> à, ở cao chính của mình thì đánh KVK Lào thắng KVK đấy nhưng mà cái con ở cao phụ ấy đấy mình cứ kiểu mình cứ thích vào là KVK Lào khó khó ấy, đánh cho nó vui mà 2, 5, <laughs> đợt đánh ở hai một đánh ở năm năm sáu rồi thua hai năm rồi đợt đánh ở một chín một sáu rồi thua tám bốn sáu rồi cái đợt gì nó đánh cũng thua anh, anh em ạ uh, từ hồi dùng ngữ cao phụ thì thằng thua là không kiểu không muốn đánh nhiều lắm <laughs> tại, vì, <laughs> tại vì đánh cái nào thua lần đấy à, còn mình thì uh, khi nào mà mình muốn dùng ngữ cao phụ ấy, mình đánh ấy thì mình uh, gọi là là tuyên bố cho mọi người biết là mình đánh là mình kiểu là đánh cái PKVK rồi đấy cứ lên top 5 top 10 cho các chúng nó biết là ôi có thằng bye bye JR ở đây ok <laughs> thì uh, đây, đấy lại ở đây gọi là cái, cái gọi là cái gì nhỉ truyền thống rồi ok truyền thống của bye bye JR các mọi người à, cứ lần nào mình muốn đánh là mình cứ lên top PKVK uh, cho uh, giới thiệu các anh em biết là mặt hàng tí Ư cao lại cao phụ là đánh man dợ rất là khỏe ok À uh, thì giới thiệu anh em uh, tình hình ở 842 cái cho những người mà không biết ok. Thì 842 là hiện giờ là có hai clan, hai clan chính ok. 42V với cả 42KL ok. Một Việt Nam KBK đây, à uh, chỉ số kill là 318 tỷ nhá. cao uh, Ờ clan chính. Ờ uh, clan thứ hai là 200 tỷ kill nhá, cũng khá là khỏe ok. Khá là khỏe. À uh đại gia đây thì có mấy đại gia đây 42 vmx ông này 13 tỷ kêu này thấy boss arvik đây boss arvik đâu cũng có nhá 12 tỷ kêu này one big 10 tỷ kêu này khá là nhiều khá là nhiều boss một cái hốt là 9 tỷ nhá lucky Minmin Min là 8 8 tỷ rưỡi đây đấy phúc 5 tỷ đây cũng khá là nhiều à, thằng thằng bồ của tôi đây thằng thằng, thằng Vinh này đây, thỉnh thoảng lên stream đây, đấy thỉnh thoảng lên stream đây đấy 5 tỷ 2 nhá hy vọng Vinh sẽ lấy được 8 tỷ 10 tỷ kêu chuyến này nhá à, khá là nhiều tài nguyên Ờ, à, hứa hẹn là cho tôi 1 tỷ Ok <laughs> à, bên này đây các boss ở bên này đây các boss bên 42 vờ đây 200 tỷ 200 triệu rồi 200 triệu rồi 180 triệu rồi 155 triệu rồi boss Arvik này mình đây mình biết mỗi boss Arvik thôi mấy boss kia thì mình không biết nhá yeah ở Phúc cũng thấy thỉnh thoảng lên hội Việt Nam uh, uh, đăng mấy bài đấy, thỉnh thoảng thấy đọc mấy thấy mấy bài đây đấy. 142 triệu đấy, boss cũng có khả cũng có kiểu là độ 20 30 boss anh em ạ. À. Ok. Uh, clan power thì uh, 13 tỷ rưỡi này, mới cả 12 ,3 tỷ 3 này, đấy. Uh, 42 này chắc là clan phụ ấy, 7 tỷ 3 mà có 20 uh, 20 tỷ kill thì hơi bị hơi bị ít chắc là clan phụ nhá. Clan phụ farm clan nhá. Đấy. À, tình hình thì cái cây này thì mình công nhận là sẽ là rất là khó khăn cây một cây khá là khó cho 842 rất một là một cái kiểu là kiểm tra chất lượng anh em ạ kiểm tra chất lượng của 842 xem 842 có khả năng là um, đánh những cái cây đỉnh cao lần này sẽ là một cái kiểm tra chất lượng cực kỳ cho 842 thì sẽ ở đây để xem 842 đánh như thế nào ok em đánh có hay có hăng máu không ok rồi sẽ Thông báo lại cho các anh em biết ok. Thì <laughs> làm video để cho anh em biết thôi ok. À, có gì thì xem mình live khi đánh nhau đèo 4 ok. Xin chào.